Ủa? Đó. Mình hiểu đi. Ủa? Ủa? Bây giờ mình phạt. Đâm ra không là ra, nó còn cái gì nữa. Xong chưa? Đây, chỉ bị anh ta rồi. Đây rồi. Đúng quá, đầu nè. Người em trắng quá. Tắm chơi thôi, có cái gì ngồi chứ tắm thôi. Tiên à? Tao tắm. Lại thằng này, mẹ tao làm gì mày hồi đấy tao. Gần thế. Thôi. Mày... Thôi mẹ từ giờ đéo làm anh em nữa, cả em này nữa, bây giờ đéo làm mà người yêu nó cút mà. Quay trở lại nhá. Trước khi vào video của mình, mình đã giới thiệu cho người collab rất chi tiết mọi nhá. Collab này collab tổng bên ngoài, độ đến rất chi là cao luôn. Anh em ạ, gần Tết rồi nha, anh em vào đây kiếm tiền để chơi Tết với mình mọi nhá. Đấy. Thì collab có một sự kiện này. Đấy, anh em vào đây báo danh ngày để nhận xu miễn phí anh em nhá. Xu sẽ này. Anh em sẽ Facebook Zalo cho em 3.000 xu nhá. Em các chia sẻ nhiều quan hồng nhiều mọi nhá. Cô này, ai muốn lấy code ấy thì mình sẽ ghi cái bình luận của cái đường link của sếp mình ở dưới bình luận ấy. Anh em vào đây, anh em xin sếp mình thì sếp mình sẽ cho nhá. Code từ 20.000 đến 5.100k mọi nhá. Đấy, anh em vào đây xin thoải mái luôn. Cho thoải mái luôn anh em nhá. Đấy. Thì ai muốn đầu tư chơi game này với mình ấy thì nó có phần nạp tiền này. Rất nhiều cổng nạp luôn, cổng nạp siêu tốc này, thẻ cào này, mobile này, Zalo Pay này, Viettel Pay này. Quy đổi banking mà ai banking nhỉ mọi nhá. Làm rút tiền là một nhà cái không lấy phí của mọi người đâu anh em ạ. Uy tín là ở cái phần này mọi nhá. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ test thử luôn một cho để biết độ tín của mình nó như thế nào mọi nhá. Nào, mình xem nào. Bây giờ mình sẽ quay hũ đi anh em ơi. Vào quay hũ luôn. Em lại thì đang tải mọi nhá. Làm gì phá băng anh em ạ. Chơi hẳn như phòng cao cấp luôn nó chất. À, em cực tiền lên anh em nhá. Mình quay 5 nít và phát đi cho nó rực rỡ luôn anh em ạ. À, nói chung anh em cứ vào đây quay mình kiếm tiền nó rất chi đơn giản anh em. Lỗ nào. Ôi sợ anh em thấy chưa? Nó lỗ tiền rất chi to luôn anh em ơi. Quay tiếp anh em. Cái này nó có cả combo anh em ạ. Lỗ. Đấy anh em thấy chưa? Nhảy combo này. Quay lại. Ôi anh em nhìn thấy chưa? Này. Rất chi đơn giản luôn anh em ạ. Ui dồi ôi, ui dồi ôi. Anh em thấy chưa? Nào, làm cái hai củ luôn. Nào, vẫn nổ tiếp nào. Thôi được rồi, mình chơi một hai ván thử thôi anh em nhá. Ui, vẫn nổ đây anh em này. Hai củ tư luôn. Ôi, ăn dư ra tiền rồi. Ui, anh em thấy chưa? 2.5m rồi. Thôi anh em ạ, mình chơi thử một hai ván thôi nhá. Quay thế thôi anh em ạ. Bây giờ mình thoát ra, mình giới thiệu những phần hấp dẫn cho anh cũng biết được rồi nhá. Ăn được dư ra tiền là mình nghỉ ngay, không đánh nữa. Đấy, đơn giản thế thôi anh em ạ. Đấy, thì nè, có cả một sự kiện năm 2023 này. Nhá. Mỗi lần anh em lập 5.000 trở lên ấy, thì nhận trở lên ấy thì nhận thưởng hoàn trả năm mới thì nó càng cao nhá. Tiền thưởng cao lên tới là 688 triệu đồng mọi nhá, rất chi là thưởng cao luôn ạ. Anh em cứ lạp vào đây chơi mình và nhận thưởng từ con app này mọi nhá, ưu đãi cực kỳ lớn luôn anh em ơi. Đấy thì mình vừa mới ăn được tiền là mình sẽ đổi thưởng này, cái phần đổi thưởng này rất nhiều là cái tài khoản để anh em cùng điểm đây nhá. Này có ba tài khoản này, anh em điểm cái sẽ rút tiền mình có sẵn rồi, mình tích về thôi anh em ơi. Tôi để rút tiền 5.000 mọi nhá, vừa ăn được tiền mình sẽ rút 2 triệu luôn ạ, để tí đi mua sắm mua áo. Xong rồi anh em ơi, đấy cái gửi này lấy sửa anh em ơi. Thấy chưa, hôm qua mình rút tiền rất chi nhiều luôn này, uy tín làm phần đây mọi nhá. Đó. Đấy, còn ai muốn chơi game với mình ấy, mình sẽ đặt link ở phần mô tả và bình luận kênh mình ấy. Anh em theo link này anh tải game về kiếm tiền tiếp cùng mình nhá. Và link code mình sẽ để đây luôn nhá. Chúc anh em vui chơi thắng lớn mọi nhá. Ok nhá. Cực tiến chào mọi người nhá. Ok mọi người. Chào anh em nhá. Ê, chào mừng mọi người đến video tiếp theo của mấy anh em mình đấy mọi người ạ. Nói chung là mọi người biết đây thì chắc cũng không xa lạ gì nữa rồi, đây là người yêu của Huy nhá mọi người nhá. Đấy thì là tem. Đúng rồi. Đây. Còn mỗi bố của Huy là chưa làm gì thôi. Đấy, thì hôm nay là anh em ạ, nói chung là anh em tôi sẽ thực hiện một cái video gọi là đã gọi là trêu tức là Huy nhá mọi người nhá. Thì là anh em đó mọi người ạ. Thế thì mày hôm nay mày cũng không sợ? Sợ gì đấy. Thì anh em ạ. Mấy cái vứt đi đồi kìa. Chung là hôm nay Quang Anh nó vừa lấy nó gạ người Huy ấy là tí nó vào trong nhà tắm. Hai đứa nó tắm chung với nhau đấy. Thì thế ra cái này chỉ gọi là chôn thôi nhá anh em nhá. Thì anh em tôi sẽ gọi là làm sao mà để cái màn chôn này nó thật sự là nó gọi là kiểu gì nhỉ, nó kịch tính nhất đó cho anh em xem đấy, thì để xem phản ứng của thằng Huy nó như nào mọi người nhá. Nói chung là bây giờ anh em tôi sẽ vào và thực hiện video cho mọi người xem nhá. Ok mọi người nhá. Ok anh em nhá. Đấy bây giờ mình mới hoa mà. Nhưng mà hay mày ấy để không hề được ra ngoài đi. Không, ở trong này mày có làm gì đi ra đi nhá. Ừ đi ra chia nhá, vào luôn chia nhá, em tắm đi đi ra cái áo đi. Nhưng mà em chịu được thằng này không? Chịu được nhanh chiến lên được rồi. À thôi không cần đâu thấy nhá. Ừ khóa luôn à? Khóa luôn rồi. Lại cái gì? Huy à, Huy Huy ơi, nhanh lên, nhanh lên. Tao vừa ngồi đây thấy mày người yêu mày với cả cái đồ anh đi tắm. Mày
Thế lại ngu lắm gì rồi, ngu lắm gì. Tao vừa từng nằm trong cơ rồi, đi. Lúc mà tao có cướp mày vào mà xem không? Nào đấy kỹ lên nhô á. Quay lưng vào đây. Ui, người đéo trắng ấy. Gì? Trắng ấy. Sao lưng anh nhiều khét thế? Đây đấy, kỹ lên nhô. Thời này kéo con á, kéo con á. Nghe, ấm đấy. Anh nhớ ghét thế này. Đấy, kỹ lên vai nhá nhỉ. Nào, quay lưng đây. Mà thôi em cởi quần luôn ra. Quăng ơi. Cởi quần luôn ra. Anh Quăng ơi. Để anh đổi nước nhé. Ấm thế nhỉ. Hay mình chiến nhau luôn nhỉ. Trong cách âm mà. Anh Quăng ơi. Người ta địa điểm. Mình Quang ơi. Quang ơi. Quang ơi. Sướng ấy. Sướng ấy. Anh Quang ơi. Dầm buồn. Người ấy trong đấy à. Quang ơi. Cái gì đây? Tao Huy đâu Quang như này. Huy em kìa đây. Sao lại lo là Huy đây? Cảm ơn không ngã này. Đây. Trời ơi. Thế đấy! Kìa quay sang! Nổi đi! Nào đẩy cửa nước nhá! Đẩy cửa nước nhá! Đẩy cái gì? Ngồi đi cho tí nữa nó ra còn đi kiểm tra. Điên à! Ra đi! Ra đi còn cái gì nữa? Ra còn cái gì nữa? Ui anh Tiến ơi! Tiến! Anh Quang đây! Anh làm gì đây? Nghe điều gì? Người em trắng đấy. Không, chưa quá mấy lần. Trắng đấy nhỉ, Quỳnh Điểu ơi. Trắng được miếng nào đâu. Ơ, anh Quang ơi, em chưa được miếng nào đâu ấy. Hoa, quay về đây. Từ từ. Để anh nút nữa. Quỳnh vào rồi, vào rồi. Con ra để em đi lấy cái búa. Tiền à! Anh Quang ơi! Ôi! Quay đây! Quay anh! Quay anh! Anh vừa phản quay rồi! Quay đi đâu? Để đi coi hết sạch! Quay! Quay mày dùng mưa đúng không? Tại sao vậy? Quay! Cái gì? Rồi. Mày mở nhé cửa cho anh nhìn nữa! Không được! Anh đang lấy đang kể quân thôi! Anh kia là tập nhiều ấy! Anh Quang mày! Mày mở ra thế nào? Mày ấy vừa lấy hết nước! Mà, anh Quang ơi! Thôi anh xuống đây hiểu ơi! Em lên đây anh làm được đây lên! Bà Phong rốt vào tôi ấy. Anh điên à? Ra! Anh đừng rồi, anh đi coi anh phải làm đi! Không! Chẳng lẽ gì? Ôi trời ơi! Anh Quang! Ôi là thằng quần áo! Ây! Ra rồi! Anh mặc quần áo đi! Đây! Xong rồi đây! Anh mặc quần áo đi! Mày ổn quá. Đi đâu ấy, lên búa đập cửa. Nó bị điên để nó ra này. Quý ơi. Ổn quá. Thật sự mày tắm lâu thế. Ui giời ơi. Cái gì? Lèo nó đang dựng kìa. Ui giời ơi, chọc. Em có sao anh? Cái gì? Lấy. Sao anh Tiến nó lại ở đây? Em không ngờ. Ra sáng người anh nhanh luôn ấy. Ra tay phiền. Anh Tiến nó làm được kìa. Ông vào hay là tôi vào? Ông vào. Anh trắng lắm. Nói anh Tiến thử báo bước một tên làm chặt đây luôn. Anh vào anh. Vào đây anh. Vào. Ôi để tao em mặc em mà. Chua. Ui dìu hoa mặc quần áo sớm đấy. Lại xuôi đổi xuôi hiệu. Ok luôn đấy nhẹ quay một vòng anh xem. Này anh Quang này. Này đi nào làm gì đánh ta bắn làm vui rồi lại quay. Quay. Lại tao bọn anh nó vã cho một lúc mà bông lấy ra luôn. Nào. Lại. Không đúng à.
gì? Này nhân tao luôn mày nhá, mày không làm việc thì để tao làm cho. Ui. Em nhờ anh làm. Đâu? Anh Tiến ra. Tao đang làm gì đâu? Tao mới gọi mày, tao còn gọi mày nhá. Mà này. Ướt khu khe khe. Khu gì nhỉ? Quay nhỉ? Và anh nấu lưng nhô nhé. Này nhá, tao thật là nhá, mày không làm việc để tao làm cho nhá. Bà... Em phải thiếu thốn tình cảm. Em cần gì anh làm? Em đang thiếu thốn tình cảm để tao, mày hiểu chưa? Em cần gì anh làm? Thế mày vào thì làm đi. Mày cứ như vậy người ta chê vậy là để nó mốc rồi, không làm gì thì để con anh làm còn gì nữa. Nhưng mà cái nữa anh còn sợ rắn con nữa, vợ con rồi còn sợ rắn nào? Anh Tiến ơi, em bảo chắc lắm. Bữa đấy, đấy. Quay, thế cho anh hỏi một câu ý có phải em? Ừ. Thế lúc nào cũng nhỏ. Ui, ra nhiều. Đi. Này tao hỏi gì? Anh vợ con rồi mà anh cứ tham này đi. Vợ anh có nhiều không? Đúng, ở ngoài có nhiều. Ngoài chảy xiết. Ôi, chảy xiết luôn, ôi dồi. Tao xả nước ngoài mà mày ngáo. Anh Quang ra. Tao đâu? Đi. Đi ừ. Đâu? Cút. Thôi, xong việc. Tao nói cút. Xong việc rồi anh Tiến. Hả? À? Anh vào á? Như vậy. Nào. Thôi, thế mày kéo nó xuống dưới. Anh chói Huy vào đi. Ừ, lại còn thế nữa. Mày xuống dưới nhà. Không. Hả? Không, bỏ tay à. Điện nước ok anh đó. Anh chói Huy vào. Thôi, thế. Tôi đi, này. Chói Huy vào. Cái gì? Này anh còn đòi không? Thế mày ấy nhá. Thế anh em mình thôi không ở nhà, anh em xuống nhà nghỉ nhá. Đấy, đấy, đấy. Lại, tao lại mày gọi tao từ vừa lấy ra mày gọi tao hơi bị nhiều. Anh quay kìa, cũng ở đây sao anh quay? Tao chưa nói gì. Nào. Anh quay mày cái mày đừng cục cằn thế. Thôi, mày. Thôi mẹ từ giờ đéo làm anh em nữa cả. Em này nữa bây giờ đéo làm mà người yêu nó cút mày. Ai ơi. Ôi. Ôi.